Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Vinsalamin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Vinsalamin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần của vin salamin hoạt chất mesalazine và tá dược vừa đủ dạng bào chế viên nén bao tan trong ruột công dụng chỉ định điều trị viêm loét đại trực tràng chảy máu điều trị đợt cấp mức độ nhẹ đến trung bình và điều trị duy trì điều trị bệnh crohn điều trị duy trì cách dùng Uống cả viên không được nhai. Uống trong bữa ăn. Liều dùng. Điều trị tấn công viêm loét đại trực tràng 2 đến 4 gam mỗi ngày, chia 4 lần. Liều dùng nên được điều chỉnh tùy theo đáp ứng điều trị. Thời gian điều trị 4 đến 8 tuần. Điều trị duy trì viêm loét đại trực tràng 0.75 đến 1.5 gam mỗi ngày, chia 3 lần. Điều trị duy trì bệnh Crohn 1.5 đến 2 gam mỗi ngày, chia 3 đến 4 lần. Thời gian điều trị giới hạn trong 2 năm. Chống chỉ định. Tiền sử quá mẫn với các salicylicat hay bất kỳ thành phần nào của thuốc hoặc mẫn cảm với salazin. Suy thận nặng. Bệnh lý có xu hướng chảy máu hoặc dùng đồng thời với thuốc chống đông. Trẻ em dưới 2 tuổi. Loét dạ dày tiến triển. Lưu ý khi sử dụng đã có báo cáo về loạn tạo máu nghiêm trọng khi dùng mesalazine nhưng rất hiếm gặp. Cần theo dõi về huyết học. Nếu người bệnh có chảy máu không rõ nguyên nhân, có các vết bầm tím, ban xuất huyết, thiếu máu, sốt hoặc viêm họng, nên ngừng thuốc nếu có dấu hiệu tăng nhạy cảm hoặc nếu có ỉa chảy. Thận trọng với người già, người suy si gan, suy si thận nhẹ đến trung bình, loét đường tiêu hóa. Cần theo dõi chức năng thận trước và trong khi điều trị bằng mesalazine. Thuốc có chứa lactose thận trọng với bệnh nhân không dung nạp galacitos do di truyền kém hấp thu gluco hoặc thiếu láp lạc tây thuốc có chứa vàng tachazin có thể gây dị ứng gây các phản ứng quá mẫn cho người bệnh tác động của thuốc trên người lái xe và vận hành máy móc sử dụng sản phẩm cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú thời kỳ mang thai thận trọng khi dùng cho người mang thai và chỉ dùng khi lợi ích hơn hẳn nguy cơ có thể xảy ra chưa có tư liệu về khả năng gây quái thai của thuốc, nhưng có một lượng mesalazine rất thấp đi qua nhau thai. Thời kỳ cho con bú Thận trọng trong thời kỳ con bú và chỉ dùng khi lợi ích hơn hẳn nguy cơ có thể xảy ra. Đã có báo cáo gây tiêu chảy ở trẻ nhưng chỉ có một lượng không đáng kể thuốc đi vào sữa. Cần theo dõi tình trạng tiêu chảy ở trẻ. Sử dụng sản phẩm cho người lái xe và vận hành máy móc. Thuốc có thể gây các tác dụng không mong muốn như nhức đầu, mệt mỏi, chóng mặt không lái xe, vận hành máy móc hay làm việc trên cao khi gặp tác dụng không mong muốn của thuốc. Tác dụng phụ thường gặp. Toàn thân, nhức đầu, mệt mỏi, suy nhược, chóng mặt, sốt. Tiêu hóa, ỉa chảy, buồn nôn, nôn, đau bụng, làm tăng triệu chứng của viêm đại tràng, ợ hơi, táo bón, khó tiêu. Da, mày đay, phát ban, ngứa, mụn trứng cá. Hô hấp viêm họng, ho. Oh. Tương tác Dùng đồng thời với sulfasalazine dạng uống có thể gây tăng nguy cơ độc với thận. Đã có thông báo tăng thời gian prothrombin ở người bệnh đang dùng warfarin. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Vinsalamin, đồng thời biết cách sử dụng Vinsalamin, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.